Chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì với cái tên Nas Daily, một kênh nổi tiếng trên nền tảng Facebook và YouTube với các video khám phá về văn hóa, cuộc sống khắp nơi trên thế giới. Vào năm 2019, anh chàng Nusir Yassin, chủ kênh Nas Daily, đã thực hiện chuỗi 8 video về Việt Nam và đăng tải trên Nas Daily tiếng Việt. Với mỗi video đăng tải, Nas Daily lại nhận được sự đặc biệt chú ý của cộng đồng khán giả Việt Nam, đặc biệt là ở video có tiêu đề "Vì sao chúng ta không biết gì về Việt Nam?" nói về sự kinh ngạc của Nas trước chất lượng tuyệt vời nhưng lại không hề nổi danh trên thế giới của các sản phẩm may mặc ở Hội An. Nhắc tới Hàn Quốc, người ta nhớ đến Samsung, LG. Nhắc tới Nhật Bản, người ta nhớ về Sony, Toyota. Nhắc tới Mỹ thì đó là Google, Microsoft, Apple. Nhắc tới Trung Quốc thì không thể không nhắc tới Huawei, Alibaba, tới hệ thống định vị bắt đầu. Vậy, nhắc tới Việt Nam, quốc tế biết gì về đất nước chúng ta? Tại sao các thương hiệu sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao của chúng ta lại chưa được quốc tế biết đến? Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài viết Nas hỏi "Vì sao chúng ta không biết gì về Việt Nam? Giới trẻ Việt Nam sẽ phải là người trả lời" của tác giả Fei Fei, đăng tải trên nền tảng website của Spiderum nha. Hình ảnh Việt Nam gắn liền với thương hiệu Việt cần được xây dựng hiệu quả hơn. Đầu tiên, hãy cùng xem lại những nội dung được đề cập trong video "Vì sao chúng ta lại không biết gì về Việt Nam" của Nas Daily tiếng Việt. Trong video này, Nas đã cùng Piu Piu, cựu streamer Việt Nam, đi khám phá Hội An để tìm câu trả lời cho câu hỏi ở tiêu đề. Sau khi xem được một nửa thời lượng clip, có thể nhiều bạn sẽ thấy sai sai vì nội dung không thực sự liên quan đến tựa đề. Nas và Piu Piu lần lượt chia sẻ trải nghiệm của họ khi mua sắm quần áo ở Hội An và nó thực sự rất đáng ngạc nhiên. Nas đã đi rất nhiều nơi trên thế giới làm vlog. Tất nhiên, anh có kiến thức văn hóa xã hội rất phong phú. Theo nhận định của vlogger người Israel thì một sản phẩm may mặc giá 50 USD hơn 1 triệu đồng ở Hội An có chất lượng ngang bằng với sản phẩm 500 đô hơn 11 triệu đồng của một thương hiệu quốc tế. Hơn nữa, chỉ mất khoảng 10 giờ để hoàn thành quy trình cắt may thủ công, sản phẩm hoàn thiện vừa vặn, độc đáo dành riêng cho bạn. Với hiệu suất làm việc và chất lượng sản phẩm như thế này, nếu ở các nước phát triển, đó sẽ là dịch vụ đáng giá nghìn đô. Lúc này, Nas mới đặt câu hỏi: với chất lượng đáng kinh ngạc như vậy, tại sao không có nhiều người đến đây mua hơn? Tại sao cửa hàng không có những món đồ đóng gói, tức đồ cắt may sẵn để khách có thể mua luôn? Tại sao người ta luôn nhắc tới trang phục Ý thay vì Việt Nam? Thế trang phục của Hội An thì sao? Ngay cả Piu Piu, một người con gốc Việt, cũng chia sẻ rằng anh không biết trước là ở Hội An có loại hình dịch vụ tuyệt vời đến như vậy, cho đến khi vô tình trải nghiệm. Vậy, vấn đề của Việt Nam là gì? Nas biết rằng Việt Nam nổi tiếng về nhiều thứ như cà phê, may mặc, nhưng Việt Nam lại chưa nổi bật trong xuất khẩu các thương hiệu cụ thể ra thế giới, và thế giới cần biết nhiều hơn về những điều đó. Đã đến lúc thế giới cần thay đổi góc nhìn về Việt Nam, cũng như Nas đã thay đổi phong cách ăn mặc của mình khi đến Hội An vậy. Điều này thực sự đúng. Nas đã đặt ra câu hỏi, nhưng video clip của anh không đưa ra câu trả lời cho vấn đề đó, bởi vì người có thể thực sự giải đáp được câu hỏi này có lẽ phải chính là chúng ta chăng? Nhắc đến Cuba, người ta biết đến xì gà danh tiếng thế giới. Thụy Sĩ thì đó là Rolex, Omega. Đức có BMW, Mercedes. Đặc biệt là Nhật Bản, vô số các thương hiệu từ đồng hồ, ô tô cho đến thực phẩm như thịt bò Kobe, trái cây như là nho Ruby Roman có giá lên tới hàng chục ngàn USD cho chỉ một chùm. Dường như tất cả mọi thứ ở Nhật đều có thể trở thành thương hiệu triệu đô nhờ cách quảng bá đã đạt tầm nghệ thuật. Vậy, ở Việt Nam thì sao? Chúng ta xuất khẩu gạo nổi tiếng đứng top thế giới, nhưng đó là về số lượng. Bạn có biết thương hiệu gạo nào của Việt Nam nổi tiếng thế giới buộc người nước ngoài phải buột miệng nói ra mỗi khi nhắc tới hay chưa? Thực tế là giống gạo ST24 của Sóc Trăng Việt Nam được bầu chọn là giống gạo ngon nhất thế giới ở Hội nghị lúa gạo 2019 tại Manila, Philippines có giá từ 20 cho tới 25.000 1kg. Thế nhưng bao nhiêu người trong chúng ta quan tâm đến thành quả như vậy? Bao nhiêu người trong chúng ta biết về giống gạo ST24 và nó có gì đặc biệt? Thực tế là người viết cũng chỉ mới biết đến tên giống gạo này trong khi đang tìm hiểu về câu chuyện thương hiệu trong bài viết này mà thôi. Tại sao tên của giống gạo ngon nhất thế giới lại là một mã số vô hồn? Tại sao người ta chỉ biết đến bò Kobe mà không biết đến gạo Sóc Trăng? Nói về thương hiệu nổi tiếng thế giới của Việt Nam, gần đây chỉ có cà phê Trung Nguyên làm manh nha gây dựng chỗ đứng trên thị trường thế giới. Thế nhưng có được bao nhiêu bạn trẻ check-in trong chuỗi cà phê Trung Nguyên để tự hào đăng trên tường nhà Facebook thay vì vào Starbucks để uống một ly nước có mùi vị cà phê pha đường theo lời của CEO Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ? Rõ ràng, sản phẩm Việt xứng đáng được nhiều hơn như thế.
Sản phẩm Việt, thành công do người nước ngoài. Sau khi xem xong video của Nas Daily, người viết nhớ đến một ví dụ cụ thể về việc sản phẩm Việt Nam nhưng thành đạt rực rỡ bởi tư duy của người nước ngoài. Đó là câu chuyện thương hiệu sô-cô-la Maru. Vào năm 2016, tờ New York Times đánh giá sô-cô-la Maru là loại sô-cô-la ngon nhất thế giới, hiện đã và đang được sử dụng trong các nhà hàng 5 sao hàng đầu trên toàn cầu. Sô-cô-la Maru được làm từ 5 loại cacao trồng ở 5 tỉnh khác nhau của đồng bằng sông Cửu Long là Tiền Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu và Bến Tre. Mỗi loại sô-cô-la lại có một vị đặc trưng. Đặc biệt, vào năm 2013, sô-cô-la Tiền Giang 70% của Maru đã giành huy chương bạc ở hạng mục loại sô-cô-la đen Bean to Bar ngon nhất của Viện Hàn Lâm Sô-cô-la Academy of Chocolate tại Anh, còn sô-cô-la Bến Tre 78% cũng của họ thì được huy chương đồng. Rõ ràng, sô-cô-la được làm từ cây cacao Việt Nam đạt chất lượng hàng top thế giới, nhưng cây cacao hạng nhất vẫn được trồng ở Tiền Giang và Bến Tre suốt gần ấy năm qua. Thế nhưng, chúng sẽ mãi chỉ được bán thô với giá rẻ mạt và không bao giờ được thế giới biết đến nếu hai nhà sáng lập Samuel Maruta và Vincent Moreau không đến Việt Nam. Hai ông chủ thương hiệu Maru, một người Mỹ, một người Nhật, họ trân trọng trái cacao Việt Nam để rồi tạo ra sản phẩm với tư duy trong sản xuất và chiến lược quảng bá hiệu quả. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là câu chuyện của tư duy con người, cùng một sản phẩm nhưng được bán với cách khác sẽ thu lại thành quả khác biệt một trời một vực. Khi nào mới thôi bảo thủ? Video này không thể nói hết câu chuyện xây dựng thương hiệu Việt xứng tầm quốc tế, nhưng riêng về chuyện cây cacao ở đồng bằng sông Cửu Long, có lẽ người viết, một người trẻ lớn lên ở Bến Tre và miền Tây sông nước có thể chia sẻ với các bạn. Cây cacao ở Bến Tre, thứ cacao huy chương đồng hạng 3 thế giới ấy, từng bị người dân chặt bỏ hàng loạt. Nguyên nhân chính là cây cacao này không mang lại hiệu quả, giá mua giảm mạnh. Bạn đọc có thể hình dung, ở Bến Tre và các tỉnh miền Tây nói chung, cây cacao cũng như nhiều loại cây khác được trồng theo kiểu hộ gia đình. Tức là mỗi nhà sẽ có một diện tích đất vườn, chủ vườn sẽ tự trồng theo cách của mình, một loại hình mạnh ai nấy trồng. Cuối mùa, chủ vườn sẽ thu gom bán sỉ lại cho thương lái với giá rẻ vì hoàn toàn không có chuẩn hóa quy trình trồng trọt và tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Tất cả những đề xuất canh tác quy mô lớn theo kiểu nông trại với khoa học kỹ thuật tiên tiến đều bị bác bỏ bởi vì người dân e ngại không muốn đơn vị hay doanh nghiệp xa lạ nào nắm quyền canh tác trên đất của mình. Cứ thế, người dân không có nhiều lợi nhuận vì mỗi hộ trong vùng phải cạnh tranh lẫn nhau, hạ giá xuống để bán được hàng. Chịu áp lực bởi chính sự dè dặt và bảo thủ trong tư duy, họ bỏ cuộc. Sản phẩm họ làm ra mãi mãi là một nguyên liệu thô, không có cơ hội nâng tầm thành sản phẩm có thương hiệu. Trong lý thuyết căn bản về mô hình tiếp thị sản phẩm, Marketing Mix gồm 7 chữ P mà mọi sản phẩm đều tuân theo khi đưa ra thị trường. Có lẽ, nhiều người Việt chỉ đang dừng ở hai chữ P đầu tiên là Product, sản phẩm và Price, giá cả. Vậy, những chữ P còn lại trong mô hình có thể là Place, địa điểm, Promotion, quảng bá truyền thông, People, con người, Process, quy trình, Physical Evidence, cơ sở hạ tầng và chất hỗ trợ marketing đã được thực hiện như thế nào? Có lẽ, đó chính là vấn đề mà Nas Daily đặt ra trong video vì sao chúng ta không biết gì về Việt Nam của anh. Có điều gì đang ngăn cản sản phẩm Việt Nam được thế giới biết đến? Vì sao thế giới không biết gì về Việt Nam? Do tư duy, kiến thức, cơ hội. Rõ ràng câu hỏi của Nas khiến chúng ta suy ngẫm và ý thức được rằng cần có một sự thay đổi nào đó trong vấn đề này. Và đó là những suy nghĩ của tác giả Phê Phê về câu hỏi tại sao thương hiệu Việt Nam không được biết đến trên thị trường quốc tế. Các bạn nghĩ sao về các chia sẻ trên? Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn trong phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!